lên. Đến ra. Thôi để đó. Thôi để không quét. Tôi tên là Trần Thị Ngọc Hiền. Tôi đến từ Hà Tĩnh. Sở thích của tôi là bóng thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi ghé đến mặt thì những cơn mưa bất ngờ. Tôi thích đối mặt thì những cơn mưa. Tôi tên là Hoàng Anh Đức, đến từ Hà Nội. Sở thích của tôi là